Xin chào cả nhà, lại là em Ngọc đây. Ngày hôm nay thì em Ngọc vẫn đang có mặt tại Xe Đẹp Auto có địa chỉ là 46 Việt Hưng, Long Biên, Hà Nội để mang tới một siêu phẩm Lexus. À, em xin lỗi. Đây là một chiếc Toyota Camry 2.5 Q2019 nhưng đã được độ full từ đầu xe cho đến đuôi xe, đèn hậu, rất nhiều chi tiết, rất giống chiếc Lexus ES250 đấy anh chị ạ. Thì để chi tiết hơn, mọi người hãy cùng đi vào em phần đầu xe ngay lập tức nhé. Chiếc xe này thì mới đi khoảng là 38.000 km thôi anh chị ạ. Xe nhập khẩu nguyên chiếc, sản xuất và đăng ký 2019, xe một chủ từ đầu anh chị ạ. Rất là còn màu, có một gam màu nội thất cũng như là màu ngoại thất của xe rất là đặc biệt, một màu nâu ruby, màu nâu đen. Mình có thể nhìn thấy anh chủ xe rất là đầu tư cho xe, đã độ rất là nhiều chi tiết xe từ phần lưới mặt ca lăng phía bên đầu xe này, những chi tiết rất là bóng sáng, màu nâu rất là đặc biệt, đường nét cũng như là trang bị trên xe, những phần cảm biến xe này, phía phần mâm bánh cũng còn rất là sáng bóng. Râu của xe thì vẫn còn rất là nguyên bản, râu bánh anh chị nhá. Đó. Từng đường nét mạ chrome dọc theo xe vẫn còn rất là sáng, bóng và mới. Những chi tiết như tay nắm này, anh chủ rất là kỹ tính, bọc đầy đủ hết cho nhà mình. Cũng như là phần nắp bình xăng cũng đã được độ thêm đầy đủ. Những chi tiết đây, cái đắt giá nhất cho mình, mọi người, để em sẽ mở một chút đèn lên để mọi người có thể xem. Phần đèn hậu của xe rất là đẹp. Một phần đèn hậu, mình có thể nhìn sơ qua với em này. Nó có phần thiết kế riêng của xe, cũng như là đã được độ lên một mặt đèn của Lexus. Nhìn ngỡ là Lexus nhưng mà là Camry ạ. Một chiếc xe được rất là nhiều tính năng, kiểu phía phần trên mọi người là trong khoang nội thất của xe cũng rất là nhiều tính năng đấy ạ. Thì cũng như là được độ thêm, mọi người có tí nữa mọi người hãy xem cùng em vào phía sau bên trong nhé. Bây giờ mình sẽ xem qua phần cốp của xe nhé. Chiếc xe này thì vẫn còn nguyên lốp sơ cua anh chị ạ. Từng đường nét keo chỉ cũng như là ốc nối, mọi thứ là vẫn còn nguyên bản và rất là đẹp. Đây, mọi người có thể đi qua một chút phía phần lốp xe đây, vẫn còn rất nguyên bản, chưa được tháo dỡ đâu ạ. Một chiếc xe dù là đã đi là 2019 rồi nhưng vẫn rất là còn nhiều đồ chơi và phụ kiện mới trong xe. Và một màu nâu ruby thì khá là đặc biệt và không có sự đụng hàng quá nhiều trên đường. Một chiếc xe Camry. Chiếc này thì tiêu hao nhiên liệu rơi vào khoảng 7,6 lít, rất là hợp lý. Và nói chung mà đã đi, em theo em nghĩ thì đã đi Camry thì đi động cơ 2.5 là tuyệt đối rất là hợp lý và cũng như là rất là khỏe rồi. Trang bị rèm cửa cho em này, một gam màu nội thất màu đen rất là sang trọng. Chủ xe thì cũng đã tân trang một bộ sàn 6D rồi. Những chi tiết gioăng rồi cũng như là phần phần nối của xe vẫn còn rất là bóng sáng. Bệ tì tay này, mọi người có thể nhìn thấy phiên bản 2.5 Q2019 trở đi thì bệ tì tay có rất là nhiều tính năng cảm biến và sang trọng được hiện hình trên xe, từ những nút bấm này cũng như là tính năng nổi trội cũng được thay thế hoàn toàn với chiếc Camry 2019 này. Đi chi tiết hơn một chút, mình sẽ đi lên phía khoang lái nhé. Che thì trang bị đầy đủ cho em, từ cửa sổ trời cho đến là phanh tay điện tử này, kính hắt. Mọi người có thể nhìn qua một xíu những nút bấm, có cả đầy đủ nhớ ghế anh chị nhé. Một chiếc xe Camry thì đúng là ông hoàng trong phân khúc sedan hạng D rồi. Từ giữ giá cho đến là những cái hình thức của xe theo năm tháng thì bây giờ giới trẻ đi Camry nhiều lắm anh chị ạ. Không phải là các bác lớn tuổi hay là làm công viên, công nhân chức nhà nước thì mới đi đâu ạ. Vì hôm trước nhà em vừa giao một chiếc Camry 2020 cho một anh chỉ sinh năm 99 thôi, rất là trẻ nhưng mà lại đam mê cũng như là thích cái phong cách của Camry. Từng chi tiết ốp gỗ này cho đến là những phần cửa, phần màn hình giải trí,
được trang bị trong xe thiết kế rất là uyển chuyển nhưng lại không kém phần sang trọng. Phần cần số này mọi người có thể nhìn thấy lớp da vẫn còn nguyên bản. Phanh tay điện tử này, auto hold cũng như là tích hợp 3 chế độ lái từ Eco, Normal, Sport, chế ghế chỉnh điện này rất là đầy đủ, không thiếu bất cứ một tính năng nào. Sơ qua một chút thì bây giờ mình sẽ vào phần động cơ của xe nhé anh chị ạ. Xe nhà em thì luôn cam kết cho nhà mình xe không đậm đụng ngập nước, cũng như là hồ sơ pháp lý của xe chuẩn chỉ. Mình chỉ cần xe này thì đã hồ sơ sẵn ở đây rồi, mọi người chỉ cần đến qua em xem trực tiếp và nếu mà ok mình có thể vào việc và mình sang tên luôn. Xe thì hiện tại mọi người, xe mình xem qua một chút. Ở phía phần nắp capo của xe này, từng chi tiết vẫn còn rất là mới. Chiếc xe chủ đi rất là giữ gìn. Mọi người nhìn quanh những cái phần chấm phẩy sơn này cũng như là dấu ký tự của nhà máy thì vẫn còn rất là nguyên bản. Nếu nhà mình không yên tâm thì cứ mang qua hãng để test nhé. Nhà em bao check test cũng như là nếu mà có lỗi thì bên em sẽ trả tiền cho nhà mình. Hiện tại thì chiếc xe này đang bán tại Xe Đẹp Auto với mức giá là 1 tỷ 130 triệu anh chị ạ. Một chiếc xe được độ full tính năng từ màn hình bên trong xe, hệ thống loa cũng đã có sự độ thêm của bác chủ đấy ạ. Một chiếc xe rất là hợp lý từ về giá cả cho đến hình thức xe. Thì để chi tiết hơn cũng như là mọi người cần em video call trực tiếp cũng như là gửi ảnh chi tiết nữa thì hãy cứ liên hệ với em trên số hotline trên màn hình để em có thể hỗ trợ và đáp ứng nhu cầu của nhà mình nhanh nhất. Xin cảm ơn mọi người đã cùng em theo dõi hết video này. Hẹn gặp mọi người trong những video tiếp theo.